Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anti Channel. Và hôm nay mình đang có một cái em đẳng cấp là cấp E các bạn ạ. Wow, con này đẳng cấp là cấp E và khá là đẹp luôn đây. Mình nhìn nó rất là lạ lẫm luôn. Mình vừa up nó, up nó thành công rồi. Bây giờ chú ấy đây cho các bạn xem nha. Con này thì mình lấy nó trong cái sự kiện nào thì thiệt tình cũng quên mất tiêu rồi. Gọi là mấy cái trứng này mình bỏ trong kho lâu rồi, bây giờ mình lôi ra, mình nở ra mình chơi thôi. Wow, con này nó giống như con ong vậy. Trong người nó có rất là nhiều trứng luôn. Nhưng mà con ong á là nó phải có cái kim đúng không nhỉ? Nó có cái mỏ ha, nó có cây kim để nó chích. Để chúng ta cho lên level 15 xem nó có. Nó ú hơn thôi chứ nó không có cây kim. Và bên trong người thì có nhiều quả trứng. À, giống như cái con này là con ong chúa vậy. Và các bạn ơi, có cái tên nào hay thì các bạn đừng quên comment trực tiếp vào bên dưới luôn nha. Để mình sẽ đổi tên cho cái bé ong này. Tạm thời mình sẽ đặt tên cho nó là bé ong đi ha. Đây. Bé ong. Ok. Xong. Đẳng cấp là cấp E và là level 20. Chú này thì có 4 chiêu. 3 chiêu khá là đặc biệt, còn có một chiêu bình thường. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mang thử bé này đi quậy một chút xíu cho vui nha. Khu vực list. Đây, đẳng cấp là cấp E đúng không? Nó có chiêu lá và chiêu trời ha. Rồi, chúng ta sẽ đi kiếm như vậy cho nó nhanh. Đây rồi, đẳng cấp là bé ong. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mang thêm một cái con nữa đi theo, đó chính là Muma Vương, Mitty Titan. Để xem coi cái bé ong này có tuyệt chiêu ra sao nha mọi người. Mình cũng đang tò mò về chú ấy đây, gọi là lần đầu tiên chú ấy được ra lò. Rồi, một khoa khều nhẹ đến từ bé Trâu, đây là thành viên Trâu Mũi Khoan. Nó có hai chiếc mũi khoan chọc bá ở trên lưng luôn. 21k. Rồi, đến với bé Ngô Ma Vương thì chúng ta sẽ cùng nhau xem chú ấy thể hiện nè. Đây bàn còn 12 giọt. Nó còn đúng 12 giọt luôn. Đây, và đây là bà mẹ thiên nhiên, hay còn gọi là khủng long. Con này đặt tên nó là khủng long xanh hả? Mà hay kêu nó tên là bà mẹ thiên nhiên cho nên cứ gọi nó vậy đi. Mỗi lần chú ấy tung chiêu là hoa cỏ được trải đầy luôn. Wow, khoa khều nhẹ đến từ ngôi sao Heroic sao Star. Star nghĩa là ngôi sao nha các bạn. Victory. Đây gọi là chiến thắng đầu tiên. Quên nữa, hiện tại đang có cuộc đua Heroic nha mọi người. Cuộc đua Heroic này nó đang bắt mình đó là đi kiếm những cái cây. Và những cành cây thì chúng ta sẽ kiếm được ở những con rồng yêu nhau. Đây các bạn, hay gọng cỏ, cây hạt cỏ gì nó cũng vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt ra. Rồi, chúng ta sẽ cho mấy con này yêu đương nhau đi. Xong. Để có nhiều bạn hỏi là những cái cành cây hay là những cái gọng cỏ này kiếm ở đâu vậy anh, thì đây nha. Các bạn sẽ phải cho hai con like lại với nhau, thì khi mà like xong thì các bạn bấm nó sẽ ra. Ở đây thì tốn tới 19 viên game lượt, mình thấy mắc quá cơ. Bây giờ chúng ta sẽ vào thử cái khu vực này xem. Ở đây thì mình đang có được 637 điểm. Rồi, chúng ta sẽ thử di chuyển lên phía trên nha. Di chuyển xuống thì nhảy lên. 1, 2, 3. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì đừng quên nha, nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên. Khi mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Wow, mình đã được lên được một cái tầng mới rồi các bạn ạ. Con đường này mình sẽ đi lạng qua đây. Rồi, di chuyển nào. Và vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ cố định mình ra video về cái tựa game này nha. Anh em nào mà chưa biết á thì cứ vào khung giờ đó. Các bạn chỉ cần lên YouTube gọi cho các NT hay là NT Channel thì sẽ ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta
còn 7 bước nữa để có thể đến với phần tiếp theo. Không biết đó là cái game này nó chơi có cho mình cái con rồng đó không nữa. Một, thôi ôi, 2 bước luôn, di chuyển một cái ha, hết tiền. Cái game này nó chơi lầy dễ sợ. Quay 2 cái luôn mà nó không chịu dính. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái khu vực list. À, đi gẹo cọc tiếp nha mọi người. Khu vực này là chúng ta có thể giao lưu văn hóa, văn nghệ trong đây. À, và đây là bé ong. Để mình tính toán lại xem mình sẽ cần phải nhờ đến bé trâu. Đó. Wow. Bé. Dạ, nó tới 12.000 máu lần mà bé ong của mình. Thì chiêu đó chính là khà ra một cái mật ong à. Mình không biết nó sử dụng cái gì nhưng mà mình thấy cái gì đó nó vàng vàng được bay ra. Wow, và đây là Ngô Ma Vương. À, bé Ngô Ma Vương này của mình thì khá là mạnh rồi, level 35 và ra được một ngôi sao. Thì chúng ta sẽ chiến đấu với Cassia xem. Bé này là Ruby, nữ thần Ruby, một trong những con heroic cũng khá là lâu rồi, khá là lâu hay gọi là cũ. Wow, em bạn vẫn còn rồi, thì phải nhờ tới bé trâu hốt rồi. Sanderson, khủng long băng, một trong những nhân vật huyền thoại mà chúng ta hay gặp, gọi là đi đánh là hay gặp nó lắm. Victory. À, để mình coi xem ở đây có một cái này không biết cái bằng gì luôn. Wow, đội hình cứng dễ sợ. Một ngôi sao, một ngôi sao. Ai cha cha, ca này cho bộ hơi căng với mình rồi. Chúng ta sẽ nhờ đến tuyệt chiêu điện để gẹo của bạn Alex này nha. Rồi, 15.000 máu, 15.000 thì chắc Ngô Ma Vương đủ sức mà. 18 luôn. Quá tuyệt vời các bạn à. Hiện tại thì tên bạn 84. Một ngôi sao nữa. Mấy bạn này thích làm khó mình vậy. Rồi, thử nỗ lực một miếng nè. Ây cha, như vậy thì bé ong của chúng ta sẽ hốt được một con. Tính ra là nãy giờ nó chưa hốt được con nào luôn á. Đó, ít ra là phải cho nó hốt được một con mới vui. Fernando. Rồi, Ngô Ma Vương nha. Lần này thì cho bé ấy ra thể hiện. Ây cha cha, té ngựa rồi. Rồi, bé Châu sẽ đảm nhiệm Victory. Thắng nhẹ nhẹ và ở đây chúng ta chỉ đấu được có 3 trận thôi. Anh em mình phải ra chỗ khác. Không thể đánh quá lâu ở một chỗ được. Rồi, chúng ta sẽ vào tới cái khu vực arena nha mọi người. Trong khu vực này thì các bạn đều đã biết rồi đó. Những em trong đây rất là đã luôn. Nhìn rất là cute. Chẳng hạn như bé này có cái tên là Pokemon. Con này như là cấp E thôi nhưng mà anh nhìn cũng khá là gì, xinh xinh tươi tươi. Wow, một pha lao thẳng tới mình. 20.000. Ở đây là Prado hả? Hai con đều là hệ 1. À, nhưng mà khoan đã. Mình sẽ cho bé Phương Phi này ra chiến đấu cho vui. Đó, con này thì nó mới chữ C cộng thôi, cho nên mình sẽ ráng ưu tiên cho nó một chút xíu. Wow, tên bạn được 2 lượt đánh liên tiếp luôn. Độ may mắn của tên bạn hôm nay khá cao luôn á. Chứ con đó đó là hiếm hiếm lắm, nó mới ra được một lượt đánh may mắn. 35 và 35. Ba con số khá là ngang nhau. Rồi, chúng ta sẽ thi triển khả năng hay cha cha. Mình nên để bấm ô tô bấm lộn vô dấu hỏi. Ngó xem nó viết cái gì trong đó.
À, để ơ, ơi khoan. Ủ quá, phải cho con này ra là nó hốt được màn nữa rồi. Cho nó ráng lên được chữ B, chữ B trừ chứ. À, đây mình sẽ khều nhẹ nó một cái và sau đó sẽ cho các bạn free ra. Hai bộ giáp chúng ta đã bị mất. Rồi, còn cái này là giao cho chú nè. Quát, không đủ đam. Con này thấy nó cũng cứng cáp được 2 ngôi sao nhưng mà sao đam yếu quá. Ui cha cha, nhưng mà với con này thì đam lên tới 26k luôn các bạn ạ. 25k chính. Victory là một chiến thắng nữa dành cho team của mình. Wow. Ok, đội hình này thì mình có thể vượt qua nhẹ nhàng luôn. À và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha, các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.